Thái nè. Này thí ráo cũng không đông lắm nhưng mà nó ngon lắm. Nè cái nhà hàng đẹp lắm nè, thấy chưa? Nhà hàng Thái đẹp lắm nè. Ba đứa buồn buồn rủ nhau đi ăn nè. Mời ăn lắp tờ bà con ơi. Ừ, ăn đi nhỏ này, nó làm diễn viên cho tôi ăn review ăn được. Hay cái gì lắm. Hay cái gì lắm. Ăn một dĩa lắp tờ đó ha. Nói con lắp tờ bao nhiêu dĩa đồ là cho người ta biết đó. Ừ. Lắp tờ với một cục xôi này, với một dĩa lắp, một con lắp tờ xào là có khi 23 đồng, có khi 25 đồng tùy theo. Nhưng mà trung bình khoảng 20 mấy đồng, 20 đồng người ta xào sẵn cho mình ăn vậy đó. Ngồi có mười mấy đồng câu mà. Ừ. Không ai nấu cho ăn. Đó. Nó còn nè. Sống nữa. Ha. Đẹp lắm nè. Đó. Cái nhà hàng Thái đẹp lắm nè. Xí. Ba đứa buồn buồn của nhau đi ăn. Cầm nghe chị chạy qua bển. Quay chị. Đó, xí. Xí nè. Lớp tờ đó, bữa nay ăn lớp tờ hôm bữa. Quay cái cảm xúc chưa? Thấy mặt thì chút thôi chứ. Phải không? Thấy đây là camera man nào. Camera man nè. Không dám ăn nhiều đây đâu. Đây là chí mén nè, còn đây là chí đực. Chí cái đâu mới ăn kiểu này làm sao mà ấm nổi. Một con lốc tờ, một chén xôi to như thế này mà có 25 đô à. Đó. Cũng đâu có tại đâu là ăn được là no tới ngày mai luôn á. Thế mà con ăn không hết thì dư ngày mai ăn rồi, tiếp. Bây giờ tắt chưa? Quay bên kia chút mà có Phật cái đêm. Nè, đó nguyên cái nhà hàng Thái nè, đẹp lắm nè. Rẻ lắm con lớp tờ.